tranh giữa các trường là hơi quá trời. Hai bên nó tiếp nhau. Dù ai có mặt đó là mưa hết rồi. Sinh viên của mình cũng đi trên đây và mình cũng đang ăn uống trên đây trước khi mình ra tiết mình chơi nè các bạn. Mình đã tới trên núi là lúc đây là lúc khoảng 10 giờ và bắt đầu ăn uống nhẹ và trước khi ra trực tiết ha. Ôi thực đơn bữa nay quá trời luôn. Trời ơi mỗi người xách 3 món nè các bạn. Món này là món chính nè. Đó. Có. Ở đây là cái chỗ này là người ta vô ta nghỉ cái chỗ này nó hơi ấm á. Ta vô ta nghỉ ăn uống trước khi ra ngoài. Hello chào các bạn. Hôm nay tôi mệt cũng có tới đi tới núi Tiết và quay cho các bạn xem cảnh núi Tiết ở Mau Phu Lờ. Và hiện tại bây giờ đang là tiết hiện tại đang là 6 độ C các bạn. Mà trời thì lạnh. Và nói chung là cũng có nhiều người, rất là nhiều người người ta đi du lịch ở đây và tham quan. Khi mà đứng ở trong tiết này các bạn thì nó cũng rất là lạnh ha. Tiết phủ trắng hết các bạn, mọi nơi luôn. Thì đây là cái đỉnh núi kênh Mau Phu Lờ. Cái núi này nó cao lên 1.800 m và ở đây thì những người dân ở đây họ sống ở đây cũng rất là vui ha. Đó, bây giờ mình sẽ đi tham quan và mình quay các bạn cảnh họ chơi tiết và những người tới đây tham quan núi tiết như thế nào ha các bạn ha. Thôi mời các bạn hãy theo chân Thơm Mệt và Thơm Mệt dắt các bạn đi tham quan một vòng ha. Tiết đang rơi đó các bạn. Tiết phủ trắng luôn. Phủ trắng khắp các khu này luôn các bạn. Một thành phố tiết không ha, cái núi tiết rất là đẹp ha. Tiết đang rơi này. Những phái đoàn đang chuẩn bị đang đi xuống khu trực tiết. Đây có những em bé cũng đang nặng những cái con hình con này con kia tiết. Rất là vui ha. Đây là cái núi Mau Phu Lờ. Khi các bạn tới đây thì các bạn thấy không? Bữa nay là trời tiết đang rơi đó các bạn. 6 độ C. Nhưng mà thời tiết nó rơi rất là nặng thế nhiều ha. Lạnh lắm các bạn ơi. Người Việt mình đi tham quan tiết cũng rất là nhiều. Cảnh
Ở đây cái vé tiết kiệm thì họ bán cái vé mình chơi từ 8 giờ sáng cho tới 17 giờ chiều ha. Đây cái vé mà mình đi vô là 173 đô cho người lớn và 104 đô cho nít cho các bạn. Thì khi các bạn đi lên trên và các bạn trượt xuống ha. Và cái vé mà đi tham quan là cho người lớn. Người lớn là 46 đô và trẻ em là 37 đô. Và đây người ta cũng không có khuyến khích mình đi bộ trên trên cái chỗ săn trượt khi mà các bạn đi xuống nha các bạn. Còn khi mà một người lớn mà chơi trực tiếp vậy đó các bạn, thì cái giá săn trượt là mình không có được, người ta không có cho mình đi đi bộ lên. Ví dụ các bạn đi bộ lên, các bạn cố tình đi bộ lên quay phim chụp hình thì nó cũng rất là nguy hiểm các bạn. Tại vì cái đó, cái máng mà người ta không có kiềm chế được và có thể người ta hút vào mình và cũng gây tai nạn các bạn. Đây là những bạn mà sắp hàng lên trên máng trượt giờ lên cáp treo đó các bạn, thì cứ 6 giây thì một cái người đi vô, và đi vô đây thì họ sẽ xếp hàng đi lên núi và trượt. Đó, bữa nay thời tiết như vậy nhưng mà từ các nước, tới các địa phương, từ các nước cũng đổ về đây. Tại vì tiết ở chỉ có mùa đông là chỉ có ở Melbourne là có tiết rơi thôi nha các bạn. Họ xếp hàng và rất là dài để đi trượt tuyết và đi lên trên núi và trượt xuống lại ha. Đây là những người dạy trượt tuyết. Còn mấy bên trong này là một cái quầy bar, quầy rượu cà phê ha. Nếu các bạn nào uống cà phê thì vào đây ha. Lạnh chờ những đứa trẻ chơi ha. Con bò, bò bự không? Bán bánh mì, trên đây có bán bánh mì đầy đủ các bạn. Mì cà phê ra. Thêm 2 đồng mỗi mì, 12 triệu đồng mỗi mì các bạn ơi. Cũng hơi mắc á. Bánh đậu nạc thì bán 7 đồng 90 một cái ha. Đây chờ lên trực tiếp mà cũng lâu các bạn. Cảnh đẹp quá. Tuyết càng đổ xuống rồi, càng ngày càng nhiều. Đây. Nhìn sao? Muốn chụp tấm hình đây nè. Lạnh không em? Lạnh lắm hả? Thiệt không đó? Chụp hình nè. Ok. Vô của ai nè, chờ đó. Ôi ôi, ăn cái con gì vậy? Giống con vịt vậy. Ơi ơi. Ô. Lên trên này tha hồ chơi tiết luôn ha. Trời quá các bạn ơi.
đề tài luôn á. Những cô gái Việt Nam mà dễ thương á. Ơi cẩn thận nha, cái chân té đó. Đây là những bạn này cũng đang chuẩn bị, đang học cách trực tiết đây. Đó, đi trên tiết đó các bạn, cũng rất là khó nha các bạn. Khi mình đã trượt được cái này thì nó phải học qua 2 giờ, 1 giờ đến 2 giờ này các bạn mới gặp chạy được. Nhưng mà cái trống này thì nó dễ hơn là cái những bạn xài cái đầu kia nha. Đây có một mới bạn đang khỏi tiết các bạn ơi. Còn đây là cái dãy nhà hàng Sky tiết. Tiết rơi rất là đẹp ha. Tiết đang rơi đấy các bạn. Ở trong này thì cũng có cái dãy phố để bạn đặt burger và cà phê ha. Các bạn đã đặt uống cà phê dạng burger cũng có trong này ha. Cái nhà hàng nhỏ nhỏ. Tiết lạnh lắm. Còn mấy bên đây thì cũng có một cái siêu thị nhỏ nhỏ đây cho những người mua cần mua sắm đồ ăn đồ uống và những người ở lại ha. Đây, những cái chợ shop. Ở đây là mấy hotel các bạn. Thì những cái bạn nào mà có đi vô đây thì họ sẽ chặt tụi mình tới 1.000 mấy, 1.000 hoặc 2.000 đêm để ở cái sàn này. Thì trong này nó cũng có phục vụ đồ ăn đồ uống buffet luôn luôn các bạn. Đó, thì đây là nhìn cho những bạn ha. Tới đây trực tiếp giờ là đêm ha. Rồi mình đi tiếp lên đỉnh núi ha. Rồi những bạn chụp chờ cái mùa ngày vừa áo giông giông gió như thế nào. Hello. Đây là những cái xe cứu hộ mà đi trên tiết ha. Họ đi trên tiết và chạy trên tiết ha. Đấy. Xe chạy trên tiết làm một cái thiết kế chạy chỉ khi có công chuyện gì mà tiết đông quá rồi không chạy được thì họ chạy bằng những chiếc xe này ha, cũng cấp cứu người rồi. Đây mình lên tới tiếp các bạn. Cái núi rất là cao ha. Ở dài đây là những khách sạn và cũng có những căn nhà họ mua ở trên này luôn các bạn. Khi mà các bạn mang bộ đồ này tiết này vô rồi mang đôi giày này vô nó hơi nặng nề tí xíu.
tiết lạnh quá các bạn. Đang tới quay tiết này các bạn coi. Đó. Phía trên là cái dàn cáp treo đang đi lên đó các bạn. Và ở dưới này các bạn cũng đang đi trực tiếp chạy xuống này. Từ đó, các bạn trượt máng xuống rồi. Đó, nhảy lên xe. Chơi rất là vui các bạn ơi. À, trượt tiết đó, biết làm ha. Chạy xuống nhảy một chiều lên vừa xuống ha. Chiều đi lên là các bạn đi bằng cáp treo và đi xuống thì các bạn đi bằng máng trượt hoặc cái điều bằng gậy chống ha. Tiết đang rơi mà người người vẫn nó giữ thăng bằng các bạn, cũng rất là còn khó đó. Nó thắng thế. Phải chơi được điệu nghệ lắm rồi mới chơi trượt này được các bạn. Bạn thắng nè, cái này đi bằng cái máng này ha. Trượt này thì ôi thắng lại thì thắng bằng cái kiểu kia ha, và trượt xuống ha. Kia đâu các bạn, tại vì tiết nó chơi cũng thấy rất là mờ thôi, khi bắt đầu lại gần mới thấy rõ. Còn hiện tại giờ tiết đang đổ nè, trời này rất là đẹp ha, tuy nó hơi lạnh nóng nhưng mà rất là đẹp. Ồ, này là chơi gì đây không biết, xúc cát. Còn đây là những cái căn hộ apartment đó họ cũng cho thuê đó các bạn. Thì có những người ta ở trên đây luôn. Và người ta thích cái không khí tiết rơi như thế này. Là ngồi đây họ ngắm tiết con đêm. Từ dưới núi lên tới núi này cũng cao lắm rồi. Mình đáng lên tí xíu nữa. Coi các bạn thành phố sống trong tuyết nè các bạn. Đó, họ muốn đi vô. Qua lại view. Đó, những thành phố sống trong tuyết nè. Đó, còn đây là những căn nhà họ sống trong tuyết nè các bạn. Tiết rơi đầy đủ nhà xuống nhà ha. Nên ngồi trong chung nhà cũng ngắm được cái cảnh view rất là đẹp ha. À, mình đi xuống rồi ngay. À, cũng trưa rồi, xuống kiếm gì ăn trưa cái.
Hello các bạn. Rồi đứng trong tiết nó lạnh lắm rồi. Lạnh lạnh. Những đá mà nữa. Nó lạnh đã luôn. Lạnh teo luôn. Tê tay luôn hết rồi. Áo xanh. Chiến đấu chưa có bỏ. Tê áo tuyết à. Tiết rồi chuyên gia đào tạo để những cầu thủ tiết để làm dạy dạy lại cho những người mà mới lên đây ha. Được để sau này họ đào tạo lại những người mới, khóa học mới sau này các bạn. Thì lớp này đi rồi lớp kia về. Ở đây nó cũng có cái trường đại học mà trực tiếp cũng hay các bạn ha. Kem can you get from me one? Yep. Oh, beautiful. Yes, beautiful. Oh, thank you. No problem. Oh, thank you. Làm kem, kem nước đá rồi. You kiss that guy one go home? Touch that one go home. Yeah. Kem, em nha. Có chỉ người Việt không hả? Trời ơi. Đang kia nó giữ mới này đem về nhà chơi. Có cái thùng đá không? Con có thấy thùng đá không? Ồ, đẹp quá ha. Vòng quay. Bum. Ở trong này thay giày hả? Ở trong này thay giày. Ok.
những bạn nào mà không có biết trực tiếp á thì mình chơi cái máng á, mình thuê một cái máng vào đây khoảng 20 đô để xong các bạn xuống đây rồi máng trượt đi. Xong rồi mình đi bộ lên đó, thế rồi chạy vậy thôi. Tuyết rơi nè các bạn, tuyết rơi trắng xóa hết rồi, không thấy đường gì luôn. Tuyết đang rơi rất là lạnh. Mặc dù tuyết rơi nhưng mà các bạn mình vẫn chơi bình thường ha, vẫn chơi trường bình thường á. Đây, thành phố trong tuyết à, tuyết giờ nó rơi quá trời, tuyết rơi quá trời luôn. Đó. Lạnh quá trời luôn, hết đường luôn. Cơn mưa, cơn bão tuyết. Sau khi chơi trực tiếp đã rồi ha các bạn, thì các bạn tay tuần này trên cái phòng này nó ấm hơn và ăn uống ha. Ở trên đây họ cũng có bán pizza đầy đủ các bạn, pizza, burger, chiếc đèn chip thì đủ ha. Cái phòng này gọi là phòng chờ, phòng này trong đây nó có sưởi ấm. Cái view nhìn ra ngoài rất là đẹp ha, trời chiếc tôi phủ hết ha. Đoàn mình đang đi tới đây và mua vé ticket chơi Sky. Hello, hello. Những cô gái Việt Nam nè các bạn. Người Việt mình cũng phải chơi, chơi cho nó biết. Chơi thử cái ticket này là 20 đồng một người. Là chơi trên cái máng trượt nha các bạn. Thì họ cũng bán đầy đủ các bạn. Nón len rồi giữ ấm nè. Đồ để che lỗ tai. Nón trực tiết nè. Tiếng mà cần cần phải cái những cái nón này ha, dớ nè. Bao tai. Đầy đủ ha, các món ha. Bao tai thì có các loại, các size luôn. Thì nón bảo hộ khi mình lên trên tuyết là nó đá đó các bạn, dễ bị té và đập không, nên mấy bàn tay cũng cẩn thận lắm, phải mua dụng cụ để chơi tuyết ha. Mặt kiến các kiểu ha. Rồi ngồi xuống, ngồi xuống. Tôi mệt cũng vừa quay cho các bạn xem cảnh núi tuyết.
vào những ngày tháng 8. Và những ngày này rất là lạnh các bạn, và tiết đổ rất là nhiều. Mình cũng đã quay cho các bạn xem. Và thôi, video của mình cũng đã dài rồi, mình xin dừng clip ở đây ha. Hẹn lại các bạn ở trong những video kế tiếp ha. Bye bye, xin chào các bạn. Bye bye.